bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Theo quy luật tự nhiên thì ai rồi cũng phải lớn. Những đứa trẻ rồi sẽ đến lúc trưởng thành. Tuy nhiên, điều này dẫn đến một số lầm tưởng rằng mọi sự sẽ diễn ra cách tự nhiên. Trên thực tế, nếu không được chăm sóc phù hợp, sẽ có trường hợp hoặc là đứa trẻ bị chết, hoặc cũng có thể lớn được nhưng không phát triển cách bình thường. Cũng vậy, nếu hội thánh không có kế hoạch chăm sóc, hướng dẫn người mới tin Chúa, thì thật khó để nhìn thấy những tín hữu trưởng thành và kết quả cho Ngài. Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Rick Warren qua chủ đề Những lầm tưởng về trưởng thành thuộc linh. Nhiều hội thánh ngại đánh giá mức độ trưởng thành thuộc linh bởi vì họ tin vào một hoặc nhiều điều trong số 6 lầm tưởng sau đây. Lầm tưởng thứ nhất, sự trưởng thành thuộc linh tự nhiên đến khi bạn được tái sinh. Có rất nhiều hội thánh lầm tưởng điều này và họ không có kế hoạch cụ thể để chăm sóc những người mới tin Chúa, không có chiến lược toàn diện để giúp người tin Chúa trưởng thành. Họ cho rằng cơ đốc nhân sẽ tự động trưởng thành khi tham dự đầy đủ các buổi nhóm. Tuy nhiên, trưởng thành thuộc linh là một công việc có chủ đích. Việc này đòi hỏi sự cam kết để phát triển. Mỗi người phải mong muốn phát triển, quyết định phát triển và nỗ lực để phát triển. Lầm tưởng thứ hai, trưởng thành thuộc linh là điều bí ẩn và chỉ có một số ít người được chọn mới đạt được điều này. Thật ra, tăng trưởng thuộc linh là một việc rất thực tế. Bất kỳ tín đồ nào cũng có thể trưởng thành nếu họ phát triển những thói quen cần thiết để lớn lên trong phương diện thuộc linh. Sứ đồ Phaolô thường so sánh việc rèn tập nếp sống cơ đốc với cách các vận động viên rèn luyện thể lực. Đừng nghĩ trưởng thành thuộc linh là việc gì bí ẩn. Hãy phát triển bằng cách áp dụng từng phần nhỏ vào những thói quen thực tế hàng ngày. Lầm tưởng thứ ba, bạn có thể trưởng thành thuộc linh ngay lập tức, chỉ cần tìm đúng chìa khóa. Nhiều tín đồ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm một kinh nghiệm, một buổi nhóm, một sự phục hưng, một cuốn sách, một bài giảng hoặc một lẽ thật nào đó để ngay lập tức biến mình thành một tín đồ trưởng thành. Cuộc tìm kiếm của họ thật vô ích. Trưởng thành tâm linh là một quá trình phát triển dần dần, không có đường tắt nào để trưởng thành cả. Lầm tưởng thứ tư, sự trưởng thành thuộc linh được đo lường qua kiến thức của bạn. Nhiều hội thánh đánh giá sự trưởng thành thuộc linh chỉ dựa trên khả năng nhận diện các nhân vật kinh thánh, giải thích các đoạn, trích dẫn các câu và diễn giải thần học. Mặc dù kiến thức kinh thánh là nền tảng cho sự trưởng thành thuộc linh, nhưng đó không phải là thước đo chính xác. Sự trưởng thành thuộc linh được thể hiện qua hành động nhiều hơn là kiến thức. Đời sống cơ đốc nhân không chỉ xoay quanh các tín điều và giáo lý, mà còn bao gồm cả phẩm hạnh và nhân cách. Lầm tưởng thứ năm, trưởng thành thuộc linh là vấn đề cá nhân và riêng tư. Nền văn hóa tôn sùng chủ nghĩa cá nhân đã ảnh hưởng đến cách chúng ta nghĩ về sự trưởng thành thuộc linh. Vì vậy, phần lớn những bài giảng về trưởng thành thuộc linh đều tập trung vào cá nhân và bản thân, mà không đề cập đến mối quan hệ giữa chúng ta với các cơ đốc nhân khác. Điều này hoàn toàn không đúng theo Kinh Thánh và đi ngược với phần lớn những sự dạy dỗ của Tân Ước. Sự thật là các cơ đốc nhân cần có mối quan hệ để phát triển. Chúng ta không phát triển một mình, cô lập khỏi những người khác. Chúng ta phát triển trong mối thông công, tương giao cùng nhau. Lầm tưởng số 6, để trưởng thành thuộc linh, tất cả những gì bạn cần là học Kinh Thánh. Không thể phủ nhận vai trò trọng yếu của Kinh Thánh trong đời sống cơ đốc. Nhưng để một người trưởng thành thuộc linh thì không chỉ có Kinh Thánh mà thôi. Ngoài việc học Kinh Thánh, chúng ta cần có kinh nghiệm thờ phượng, kinh nghiệm làm công việc Chúa trong các mục vụ, kinh nghiệm thông công với các tín hữu khác và kinh nghiệm chia sẻ về Chúa cho người khác. Nói cách khác, chúng ta phát triển thuộc linh bằng cách tham gia vào tất cả năm khía cạnh vừa kể trên. Cơ đốc nhân trưởng thành không chỉ nghiên cứu về đời sống cơ đốc, họ còn thực sự trải nghiệm đời sống ấy. Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành.
một số người khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mảnh khóe lừa dối của họ. Ê-phê-sô chương 4, câu 11 đến câu 14. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, bấy lâu nay chúng con đã có rất nhiều lầm tưởng về vấn đề trưởng thành thuộc linh và chưa có những chiến lược cụ thể cũng như chủ đích để rèn luyện tăng trưởng thuộc linh mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng con nhận thức đúng đắn về một tâm linh tăng trưởng, tránh xa những lầm tưởng, để có những kế hoạch hiệu quả nhằm giúp đỡ lẫn nhau phát triển trong đức tin. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hội thánh cũng như mỗi cá nhân, chúng ta cần có kế hoạch cụ thể và chi tiết để nâng đỡ nhau cùng phát triển trên con đường thuộc linh. Đừng để những lầm tưởng khiến chúng ta bỏ qua việc rèn luyện và phát triển tâm linh. Để mãi là một cơ đốc nhân non nớt, tâm linh chúng ta phải trưởng thành ngày càng hơn trong Chúa để trở nên hữu ích cho nhà Ngài. Lớn tiếng chúc tôn vua Giê-xu hằng sống, đông người khen danh Giê-xu vua đời đời. Để tỏ cho mọi người lẽ thật về Chúa là đường hạnh phúc tới thiên đàng. Lớn tiếng chúc tôn vua Giê-xu hằng sống, đông người khen danh Giê-xu vua đời đời.
Dạ thân mến, giữa biết bao bận rộn lo toan của cuộc sống, chúng ta cần lắm những giờ phút yên tĩnh ngọt ngào đến bên Chúa, lắng nghe lời Ngài dạy dỗ, tương giao với Ngài và cất tiếng hát ngợi khen thờ phượng Ngài. Vì Ngài là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, là thầy, là cha và là bạn, là đấng xứng đáng cho chúng ta thờ phượng. Cảm tạ Chúa, trong tháng qua, ban biên tập đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ và góp ý chân tình của quý vị gửi về cho chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày. Chúng tôi xin ghi nhận mọi đóng góp ý kiến của quý vị và trân quý tấm lòng của quý vị dành cho chương trình. Cảm ơn một thính giả đã gửi lời chia sẻ đầy khích lệ cho chương trình như sau. Cảm ơn một vụ quanh quay đem đến chương trình đầy phước hạnh này. Cảm ơn Chúa bảo vệ và dạy con lời Chúa, nương náu dưới bóng cánh Chúa thật bình an. Nguyện lời Chúa qua chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày sẽ an ủi, nâng đỡ, khích lệ từng đời sống chúng ta để càng thêm lên lòng yêu mến Chúa và sống cho Ngài. Chúng tôi mong ước quý vị luôn nhớ đến chúng tôi trong sự cầu thay để Chúa ban ơn cho chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày tiếp tục được phát triển trong những ngày tháng sắp tới. Nếu quý vị được cảm động muốn chia sẻ và góp phần dâng hiến cho chương trình, xin vui lòng gửi email về địa chỉ chia sẻ@oneway.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.